phát biểu tại Hội nghị Tổng kết Công tác Biên phòng năm 2023, tổ chức vào sáng mùng 6 tháng 12, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí Thư tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Bộ đội Biên phòng tỉnh. Trong thời gian qua, lực lượng Biên phòng tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng đơn vị vững mạnh và góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà tỉnh Đắk Nông đề ra. Giao nhiệm vụ cho lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng chí Hồ Văn Mười đề nghị trong thời gian tới, cán bộ, Chiến sĩ bộ đội biên phòng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Toàn lực lượng nâng cao tinh thần cảnh giác, nắm tình hình, chủ động tham mưu các cấp giải quyết hiệu quả các vấn đề trên biên giới. Bộ đội biên phòng Đắk Nông tăng cường phối hợp với các sở ngành, địa phương và lực lượng vũ trang vì mục tiêu chung là bảo vệ đất nước và phát triển kinh tế xã hội. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông, trong năm 2023 nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp biện pháp nghiệp vụ nên tình hình chủ quyền an ninh biên giới, an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn, khu vực biên giới ổn định. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động, đoàn kết, thống nhất, sáng tạo với quyết tâm cao, nỗ lực lớn để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hoàn thành toàn diện công tác biên phòng, các nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra đầu năm, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.